Hello cả nhà, đây em lên cả nhà một con đồng hồ nội địa Nhật nha, có mặt hai lồng luôn, Technos Switch nha cả nhà. Size 40 chưa núm, thép đúc luôn, dây đầy mi vàng, niền khía vàng luôn. Niền mặt thì màu xanh dương, còn ở trong mặt đồng hồ thì màu tím nha cả nhà. Dạ quang rất sáng, lịch có kính lúp. Đây niền xoay nè, tanh tách luôn. Dạ quang sáng nha, Technos Switch. Lịch có kính lúp nha, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Con này mà không lấy là rất là tiếc nha, hai khóa bảo vệ luôn, thép đúc nha, đáy xoáy luôn, núm riêng, khóa riêng, riêng toàn tập luôn, rất là đẹp nha. Mặt màu tím, viền thì màu xanh, mặt ngoài thì màu vàng, dây đệm y vàng luôn, rất là đẹp nha. Rồi em mời cả nhà nha.